Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ khẳng định biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy đầu tiên ở Ấn Độ là mối đe dọa lớn nhất đối với nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 ở trong nước. Trước đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể Delta đang trên đường trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu vì khả năng lây nhiễm tăng lên. Cũng theo WHO, biến thể Delta xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ, hiện đã có mặt ở hơn 90 quốc gia trên thế giới. Theo Reuters, số ca mắc biến thể Delta đã cao gấp đôi trong 2 tuần qua ở Mỹ. Tính tới ngày 19 tháng 6, hơn 20% số ca mắc mới COVID-19 liên quan tới biến thể Delta, tăng từ 10% vào ngày 5 tháng 6. Các nhà khoa học của Mỹ lo ngại rằng biến thể Delta sẽ đe dọa những người dân chưa được tiêm chủng và một nền kinh tế đang nhanh chóng mở cửa trở lại. Tương tự như ở Anh, biến thể Delta đang là mối đe dọa lớn nhất với nỗ lực dập dịch COVID-19. Tin tốt là các loại vaccine của chúng ta có hiệu quả với biến thể Delta. Chúng ta có các công cụ, vì thế hãy sử dụng chúng và đánh bại đợt dịch bùng phát này. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã xem Delta là biến thể đáng lo ngại. Ở Mỹ, người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine và Mỹ đang hướng tới mục tiêu tiêm ít nhất một liều cho 70% người từ 27 tuổi trở lên vào ngày 4 tháng 7. Tuy nhiên, cố vấn cấp cao về COVID-19 của Nhà Trắng là Jeff Frerichs cho biết tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn ở người từ 18 đến 26 tuổi.